Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan AEM 52 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8 theo hình thức trực tuyến. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối bao gồm Australia và New Zealand lần thứ 25. Tại buổi tham vấn, các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với dịch COVID-19 và cho rằng đại dịch đã có tác động bất lợi với cuộc sống của nhân dân và các nền kinh tế trong khu vực. Một trong số những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vận tải, du lịch, sản xuất, bán lẻ và các dịch vụ khác, cũng như sự sụp đổ của chuỗi cung ứng và các thị trường tài chính. Các bộ trưởng của hai bên tái khẳng định cam kết mở cửa thị trường thương mại đầu tư nhằm củng cố tính đàn hồi và bền vững của các chuỗi cung ứng khu vực và duy trì luồng chu chuyển của hàng hóa và dịch vụ giữa các bên, đồng thời nhấn mạnh sẽ kiềm chế không áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại mới, bao gồm cả các biện pháp phi thuế có tác động tiêu cực tới sự chu chuyển của hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong quá trình chống lại đại dịch Covid-19. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng nhất trí ưu tiên áp dụng các biện pháp tạo thuận lợi cho việc phục hồi kinh tế sau đại dịch. Với tinh thần đó, các bộ trưởng nhất trí sẽ nỗ lực ký kết hiệp định RCEP trong năm 2020. Các bộ trưởng cũng ghi nhận rằng các cuộc đàm phán đầu tiên nhằm nâng cấp hiệp định AANZFTA chưa thể triển khai được vào tháng 6 năm 2020 do tình hình dịch bệnh nhưng cũng cho rằng đã có những tiến triển nhất định trong quá trình thảo luận trực tuyến và chỉ đạo các cơ quan tìm các biện pháp thích hợp để tiếp tục thúc đẩy đàm phán trong thời gian tới. Các bộ trưởng của hai bên cũng chỉ đạo các quan chức tham gia đàm phán cần xem xét đưa vào tiến trình đàm phán những điều khoản nhằm khuyến khích thương mại và đầu tư, tháo gỡ những rào cản không cần thiết nhằm khôi phục lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực. Các bộ trưởng bày tỏ sự ủng hộ và nhấn mạnh tính cần thiết trong quá trình cải tổ tổ chức thương mại thế giới WTO và tái khẳng định sẽ cùng chung tay trong tiến trình cải tổ WTO nhằm đạt được các kết quả cân bằng và đáp ứng được nguyện vọng của tất cả các thành viên WTO trong tiến trình cải tổ này. Các bộ trưởng nhất trí sẽ tiến hành cuộc họp ủy ban hỗn hợp AANZFTA lần thứ 12 và diễn đàn hội nhập ASEAN CR lần thứ 9 trong thời gian sớm nhất có thể.